trở lại với channel của mình. Mình là MK Gaming đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series Minecraft công viên khủng long. Yeah. Thì trong một cái khoảng thời gian rất là lâu thì chúng ta không quay trở lại với lại series công viên khủng long. Thì mình đã có đi đào rất là nhiều thứ. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có hai đường. Thì cái đường thẳng này mình đã đào rất là xa, rất là sâu. Và cái đường này cũng vậy. Để mình kiếm thêm rất là nhiều cái loại vật liệu, nguyên liệu. Nhưng mà có vẻ thì kim cương nó không có duyên với chúng ta, cho nên chúng ta không có tìm được nhiều. Thì mình đã đào cái đường rất là xa các bạn, rất là sâu, đi rất là dài luôn. Thì ở đây chúng ta có khá là nhiều cái mấy cái loại quặng thì mình không có lấy, nhưng mà mình đã đào được một đống hóa thạch nè các bạn, cũng như là trong đây cũng có thêm một số đá nữa. Thì đá mình đa số là mình vứt hết đấy. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ có những cái công việc chính, đó là ngày hôm nay mình thứ nhất là mình sẽ gọi là nấu những cái khoáng sản này ra để coi chúng ta có được cái ADN gì. Thứ hai là chúng ta sẽ xây dựng lại cái đường hầm này, cái đường hầm lên này và cái cổng vào, cũng như là thứ ba là chúng ta sẽ làm lại cái căn cứ. Thì nếu như cái thời lượng cái tập nó cho phép thì mình sẽ cố gắng hồi sinh thêm một vài con khủng long nữa. Thì hồi sinh một vài khủng long thì mình không chắc, nhưng mà nếu như mình làm xong ba công việc đầu tiên mà video này tới chưa tầm 15 phút thì những cái khoảng còn lại mình sẽ làm về khủng long. Mình sẽ cố gắng hồi sinh thêm hai con khủng long. Thì bây giờ mình sẽ lên trên. Ngoài ra thì ở đây mình sẽ tiến hành nấu những cái sắt này để chúng ta có được cái số lượng sắt để gọi là làm việc. Đấy. Trong đây chúng ta đang có rất là nhiều sắt nè. Ở đây chúng ta có rất là nhiều đá. Thì bây giờ mình sẽ dọn dẹp khu vực này và đi lên trên cái khu vực mà để chúng ta gọi là nấu những cái hóa thạch ra. Và hiện tại chúng ta đang ở cái khu vực để nấu khoáng sản đây. Thì bây giờ mình sẽ lấy những cái này ra để chúng ta bỏ vào máy và nấu lên, coi thử chúng ta có kiếm được thêm hóa thạch không. Thì ngày hôm nay chúng ta trong cái tập trước ấy, thì mình đã gọi là có được một số nè. Con này là con Tyrannosaurus, hình như là con T-Rex phải không? Nói chung là những con này chúng ta đều có hai cái ADN hết. Thì có thể là ngày hôm nay mình sẽ hồi sinh con nào đó. Thì cứ trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ đợi cho cái máy này nó phân hủy ADN ra đi, coi thử chúng ta có được cái ADN nào không. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp, cứ không có gì phải vội cả. Tại vì chúng ta còn tới một đống ADN nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên nha bạn xem. Thì ở đây bạn thấy là lúc trước ta có một cái ngôi nhà đúng không? Và mình đã tiến hành đập cái ngôi nhà đó rồi. Để ngày hôm nay chúng ta sẽ làm lại một ngôi nhà bự hơn, to hơn và hoành tráng hơn. Đó. Thì cái công việc xây nhà này nó sẽ khá là tốn thời gian. Mình muốn tu nhanh những cái đoạn mình xây dựng để cho các bạn đỡ nhàm chán, cũng như là không có mất công phải xem nhiều. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đi qua thăm những con khủng long một tí. Và đây là ở đây cái chuồng trại ở đây thì các bạn biết rồi. Và mình cũng muốn nói thêm là mình sẽ sắp xếp lại những cái chuồng. Ôi, sao nó có thể đi lên trên được. Thì sắp xếp lại những cái chuồng cho nó hợp lý ở trong này. Chứ còn những cái chuồng thì mình sẽ cố gắng xây đơn giản nhất có thể. Tại vì chúng ta sẽ gọi là cố gắng tạo thành một cái hệ sinh thái, tức là xây càng nhiều chuồng thì càng tốt. Để làm gì? Để sau đó chúng ta sẽ làm những cái đường đi tham quan các thứ các kiểu, chứ không phải là, tại vì ở đây á thì những cái nó không có những cái loại máy móc cửa kiện các thứ gọi là hiện đại, cho nên mình cũng xây những cái chuồng như thế này là ok lắm rồi. Thì để như vậy cho nên chúng ta sẽ cố gắng là có những cái mảnh đất, những cái khoảng đất để chúng ta xây dựng cho nó ok. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm những cái đường đi trang trí, rồi những cái đường để gọi là sử dụng xe đẩy đó đi để trang trí cho nó đẹp, để tham quan giống dạng như là một cái công viên thực thụ. Rồi những cái đường đi ở đây mình sẽ kiếm một cái loại gọi là cái loại nào đó đẹp đẹp, chúng ta sẽ làm cái đường đi này lại, chứ không có để là loại gỗ cỏ này nhìn nó không đẹp tí nào. Đó, thì ngày hôm nay nếu như chúng ta làm xong những cái kia mà còn sớm thì mình sẽ cố gắng kiếm thêm một cái chỗ nào đó để xây dựng, có thể là cái cùng cát ở phía bên kia chúng ta sẽ làm một cái chuồng cho khủng long chẳng hạn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng ngôi nhà của chúng ta nhé. Thì gỗ nghiền các thứ thì mình đã để vào rương rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc gọi là
đặt cọc xuống rồi bắt đầu tiếp tục đó, gỗ nè, đá nè. Đấy, chúng ta chỉ việc đặt lại những cái cọc để làm thôi. Thì mình dự định là chúng ta sẽ có một cái chỗ để cất đồ nè là một nè. Đó, rồi một cái phòng để ngủ là hai, rồi một cái cái chỗ này nè, cái khu vực này chúng ta vẫn giữ nguyên nha các bạn. Hoặc là mình có thể chỉnh lại cái cầu thang đi đứng lại một tí nhìn cho nó đẹp chẳng hạn. Đó, nói chung là khu vực này cũng có thể giữ nguyên. Đó, thì mình sẽ bắt đầu xây dựng nhé. Thì có thể là trong tập này sẽ không hoàn thành được đâu, nhưng mà mình sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể, hoặc là dành thời gian để hồi sinh khủng long. Thì các bạn nào có rất nhiều bạn thích là hồi sinh khủng long hơn, cho nên mình sẽ cố gắng và xen kẽ những tập xây dựng và hồi sinh khủng long vào nhau luôn. Ok, bắt đầu thôi. We'll be right back.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong được cái căn cứ của chúng ta, và mình cũng thấy nó cũng khá là dài, nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ cố gắng làm thêm một cái chuồng khủng long nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phòng, ở đây sẽ có rương, bên này chắc cũng rương thôi, và ở đây thì có thể là mình sẽ ốp lại sau cũng được, tại vì để ở đây thì nhìn nó cũng hơi kỳ. Và bên này chúng ta sẽ có một cái khu vực để rương nữa, và để lò nấu, cũng như là ở nhà này thì
chắc là mình cũng để rương thôi. Đó, mình làm cho nó nhìn cho nó đẹp. Còn bên này thì chúng ta sẽ để những cái chuồng chuồng ngựa chẳng hạn, hoặc là cái gì đó trang trí ở khu vực phía bên này, có thể là làm cái hồ câu cá các thứ, thì bên này từ từ sẽ xây sau tại vì thời lượng không cho phép. Và phía trên này chúng ta sẽ có một cái tầng nữa đó, tầng trên này cũng khá là rộng nhưng mà nhìn qua bên này thì khá là tối tại vì bữa đó chúng ta chưa có làm. Và chúng ta sẽ đi xuống dưới tầng hầm của chúng ta coi thử cái khu vực của chúng ta đã làm ra được cái, coi thử có cái ADN của con khủng long nào chưa. Đó, ta đi xuống đây thì mình cũng đã chỉnh lại cầu thang lại một tí để đi nó khỏi bị đụng đầu. Đó, chúng ta có một cái ADN gì đây? Con này là con gì? Con gì mà tại sao lại màu xanh nước biển đây? Con cá hả? Thì nó không có con gì mới, đa số là những con cũ, nhưng mà ở đây nó có con gì khá là mấy cái con này nó cũng gọi là gì, con chim nè bạn, chuồng chim nè. Chuồng chim thì chưa, hôm nay chắc là chưa làm được đâu. Rùa nè, đúng không? Henodes chắc con rùa gì. Thì hôm nay chắc là chúng ta sẽ chọn khủng long đi, còn con này là mấy con này thì chúng ta phải lên Google dịch tên nó ra thì mới biết được. Cho nên mình mới xuống xe mình chưa biết được. Còn đây chúng ta sẽ làm con gì đây? Con này là như là con khủng long nước nè. Thì con này là gì? Mosasaurus rồi Ankylosaurus. Thôi mình làm con này đi, coi thử con Ankylosaurus này là cái gì nha. Rồi, mình đã vừa mới ra Google xem đây, thì con này là con khủng long, gọi là khủng long nhưng mà nó có cái đuôi nữa bạn. Khủng long nó có cái đuôi mà nó giống như con gì, nó có gai trên lưng nữa, nhìn nó cũng khá là đẹp. Thì hôm nay chúng ta sẽ hồi sinh nó, và chúng ta sẽ hồi sinh nó ở bên cái bãi cát bên kia, đối diện với lại những cái chuồng. Và bây giờ mình sẽ cần phải làm một cái hopper để cũng như là đi lấy sữa bò để chúng ta gọi là hồi sinh hai cái ADN này trở thành trứng, để trong thời gian chờ đợi xây dựng chúng ta dọn phẳng những cái khu vực thì chúng ta sẽ sử dụng cho nó tạo thành trứng. Đấy, lấy này ra, lấy cái đồ này ra, những cái thứ cần thiết thì chúng ta lấy ra. Đấy, lấy mấy cái ba lô ra nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lấy sữa cũng như là làm một số cái gọi là cái xô đi. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy sữa làm xô rồi cũng như là chúng ta sẽ dọn dẹp khu vực phía bên kia để bắt đầu xây chuồng nhé. Tại mình đang đánh dấu cái khu vực này nè bạn. Đó, mình sẽ đánh dấu đây, chúng ta sẽ có một cái cầu qua. Thì không biết là chúng ta làm cái chuồng ở đây mà có nước thì mấy con khủng long nó có sống được không, nhưng mà mình sẽ cần phải dọn cái khu vực này, chắc chắn là sẽ cần phải dọn khu vực này một lại một tí tại vì nó không chưa phù hợp lắm. Đó, chúng ta sẽ cần phải dọn cát lại một tí ở đây. Thì không biết là mình định làm là cái chuồng ở đây và có một, lấy một tí của cái hồ nước thì có ổn không. Nhưng mà không biết thì con này nó có sống ở trên sa mạc được không, mình bỏ gọi là xương rồng vào thì không biết là nó có chết không. Nhưng mà chúng ta sẽ lấy một đoạn ở bên này đó, đó đập đập cái này ra nữa nè, lấy một đoạn thì chắc chắn là nó sẽ không bằng phẳng đâu, cho nên mình sẽ lấy một đoạn ở đây và một đoạn ở bên kia. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đào cái này ra đã, cho trong tập sau mình sẽ cố gắng nâng cấp cái đồ đạc của chúng ta lên để chúng ta có thể đào được nhanh hơn, dọn dẹp nhanh hơn. Như cái đồ này đào khá là chậm ấy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dọn dẹp khu vực này cho nó xong xuôi đi. Mình sẽ làm phẳng chỗ này một tí đến tầm khu vực này. Đó, tới tầm khu vực này là được. Đấy, đó chúng ta sẽ làm phẳng khu vực này tới tầm đây. Đó, làm phẳng ở đây luôn cho nó giống thiệt tí. Và chúng ta sẽ bắt đầu xây chuồng. Xây chuồng thì cứ sử dụng đá với sắt thôi, tại vì chúng ta đang ở chế độ bình yên mà, có gì đâu mà sợ. Đấy, ok rồi, hiện tại mình đã chuẩn bị một số đồ đạc ở đây để chúng ta bắt đầu xây dựng sắt xiết các thứ mình cũng mang qua rồi. Và mình có chuẩn bị thêm rương nữa, nhưng mà chắc là không cần nhiều tới cỡ đó. Và chúng ta sẽ cần có một cái bàn chế tạo, thì chắc là mình sẽ đi lấy cái bàn chế tạo thật là nhanh. Thì cái đống này chúng ta sẽ đổi hết sang cái loại đá mà chúng ta hay sử dụng, đó là loại này, hình như là loại một này thì phải, mình không biết nữa, không nhớ có phải không, nhưng mà chắc là vậy á. Thì tí nữa chúng ta sẽ đi qua bên này luôn, chúng ta đi qua bên này, chúng ta đập cục đá ra chúng ta coi thử, và mình sẽ đi lấy cái bàn chế tạo nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng thôi, và mình đã đi qua bên đó xem rồi. Chúng ta sử dụng cái loại đá thứ hai các bạn à, đó. Và chúng ta sử dụng cái loại đá thứ hai, và bây giờ chúng ta sẽ cần phải lấy thêm một số ít nữa tại vì chúng ta sẽ cần khá là nhiều.
Đấy, đổi hết que đá loại 2 luôn. Và bây giờ mình sẽ làm cái chuồng là chúng ta sẽ lấy một phần nhỏ bên này, chúng ta sẽ lấy một phần nhỏ nước bên này. Đó, làm như thế này. Chỗ này chúng ta sẽ làm cong nha bạn. Đó, đoạn này chúng ta sẽ làm cong nè. Đó, một cong qua đây. Đó, kéo dài như thế này. Đây, các bạn có thể kéo dài ở đây. Đó, và bắt đầu cong vô. Cong ở đây. Cong để làm gì? Để mình có thể lấy được cái phần nước ở đây. Đó, thì cái chuồng này cũng khá là bự cho nên chúng ta cong vừa phải thôi. Đó. Đặt cái này ra. Đấy. Này cong chỗ kia là 3 ô thì cái này cong 3 ô luôn đi. Chúng ta sẽ đập chỗ này ra một cái. Đó, 3 ô nối lại và ở đoạn này chúng ta sẽ thụt xuống nhưng mà hình như nó không lấy được cái đoạn nước mình muốn, nó lấy cái đoạn nước cơ. Lấy được cái nước ở đây nè. Nhưng mà cũng có thể lấy được cho nên chúng ta lấy đi. Đó. Rồi chúng ta sẽ lấy một một đoạn nhỏ thôi, tại vì mình muốn có một đoạn nhỏ trang trí thôi mà. Đó. Ở đây. Và chúng ta sẽ làm cái cửa ở đâu? Cửa ở đoạn ở đây đi, ở ngay chỗ đoạn này chúng ta sẽ làm một cái cửa. Đó. Đây. Đó, nó sẽ nằm ở dưới này các bạn. Thì hy vọng là tụi nó sẽ không có trốn thoát. Đó. Ngay đây là cong vô 3 ô nè, thích thì chúng ta thục ở đây một cái. Thục ở đây một cái là vừa đẹp. Đó. Cong 3 ô, 1 2, 1 2. Ôi. Sẽ thục ô nữa mới được. Đó, thục ô ở đây nữa nè. Đó. Đấy, như thế này. Đó là chúng ta đã cong 3 ô đó bạn. Và ở đoạn dưới này mình sẽ ốp hết toàn bộ là đá lại để có thể là tụi nó nhỏ, tụi nó sẽ rớt xuống đây rồi tụi nó sẽ chết chẳng hạn, hoặc là trốn thoát, cho nên chúng ta sẽ ốp lại đảm bảo an toàn. Và ở đoạn này thì sẽ ốp lên ngang trên mặt nước luôn. Để làm gì? Để có thể sử dụng hàng rào đặt vào. Và chúng ta sẽ làm một cái cổng ở tầm đoạn này, một cái cổng ở đây. Đó, thì mình chắc cũng không cần đếm đâu. Hoặc là làm ở tầm ngay đây cho nó hơi canh, cho nó hơi đều đều thôi. Đó, tầm ngay đây là mình thấy nó đều nè. Đó. Đấy, chúng ta sẽ làm một cái cửa sắt để ở đó. Đây. Đó, chúng ta sẽ làm một cái cửa sắt để vào. Và ở đây chúng ta sẽ làm những cái hàng rào sắt. Chúng ta sẽ cần rất là nhiều hàng rào sắt. Tạm thời mình sẽ làm nhiêu đó trước đi. Sắt thì chúng ta đã vét hết cái số lượng sắt chúng ta có thể có rồi đó. Thì ở đây nó khá là tối, cho nên từ từ chúng ta sẽ đi ngủ một cái rồi sẽ quay trở lại nha. Và chúng ta đã quay trở lại rồi đây. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đặt những cái hàng rào vô. Đó, như thế này thì đó, chúng ta phải đặt những cái hàng rào góc cua thì chúng ta phải đặt như thế này nó mới được nha các bạn. Thì tùy các bạn có thể làm cho nó cua ra cũng được, còn mình thì mình thích nó cua vô hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Thì đây chúng ta cũng làm hai tầng rào và hai tầng đá như bình thường thôi, tại vì chúng ta chơi chế độ bình thường mà chủ yếu mục đích của chúng ta là cố gắng làm xong tất cả các loại khủng long rồi sau đó mình sẽ làm đường để chúng ta tham quan. Đó, chúng ta sẽ có những cái chuồng nằm ở dưới mặt đất hoặc là dưới nước, hoặc là sau đó thì từ từ chúng ta sẽ làm, có những cái con đặc biệt thì chúng ta sẽ làm. Đó, ở đây, ở đây hôm nay chúng ta đào ra cái nhìn cho nó đẹp, tại vì nó dính lại nhìn nó không đẹp lắm. Đấy, thì giờ chỉ việc đặt hết cái chỗ này thôi. Đó, thì giờ chúng ta sẽ ốp lại cái tầng gọi là cuối cùng. Thì tại vì công việc ốp này nó cũng khá là đơn giản cho nên mình lược sơ qua cho các bạn thấy thôi, chứ cũng không có gì. Giờ chúng ta sẽ ốp cái tầng đá lên và sau đó sẽ đi về. Thì mình sẽ sử dụng một vài cái cây ở đây, như là cây mía nè, rồi xương rồng, với lại cái cây này. Cái cây này thì chắc chắn là chúng ta không có được ở trong cái bình thường, chúng ta sẽ không lấy được. Mình sẽ game mod 1 mình lấy, tại vì mình muốn trang trí cho nó đẹp, tại vì nó phải đúng với lại sa mạc thì phải có mấy cái cây chết như vậy thì nhìn nó mới đẹp, chứ không thì nó xấu lắm. Cho nên mà này là chỉ để lấy để trang trí thôi nha các bạn, chứ không có lấy mà kiểu gian đâu, các bạn yên tâm. Đấy, thì chúng ta sẽ ốp hết cái khu vực này đi, rồi chúng ta sẽ đi về, đi coi thử hai cái trứng của chúng ta nó đã nở chưa, hai cái trứng con khủng long gì đó quên tên mất rồi. Con nói chung là con này có gai, người full gai luôn các bạn. Đấy. Cho nên yên tâm, con này mình nghĩ là sẽ đẹp. Đấy. Còn tí nữa chúng ta ốp cho hết luôn. Đó.
thì hai tầng mình nghĩ là cao như thế này thì nó sẽ không có trốn được đâu bạn, cho nên cũng không cần phải sợ đâu. Đấy, hấp hết nào, chúng ta chỉ lấy một phần nước nhỏ đây để cắm, gọi là cắm mía vô trồng cho nó đẹp thôi, cho nên cũng không cần nhiều lắm. Ở đây nữa rồi. Tuyệt vời, chúng ta đã có được một cái chuồng dành cho khủng long, rất tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đi ra, nhưng mà đi ra bằng cách nào đây? Đập cái cửa ra. Chúng ta chưa có gỗ, bây giờ mình sẽ lấy mấy cái cây xương rồng này, không biết là tụi nó có bị chết không, sợ tụi nó đi vô tụi nó đụng xương rồng nó mất máu nó chết nữa mất công. Đấy, thì chúng ta sẽ cắm ở xe xe ra, tránh cho tụi nó đụng. Mình nghĩ là tụi nó sẽ bị đụng, sẽ bị mất máu á, cho nên tay cắm ở xe xe một tí đó, đừng có cho tụi nó đụng vô như thế này. Và mình sẽ game game mode 1 để lấy mấy cây khô. Đấy, game mode 1. Đây 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 đây. Này là cây cành, cành chết. Đó, không biết con này là ăn cỏ hay là ăn thịt, nhưng mà chúng ta sẽ cứ trồng mấy cái cây này vô đã. Đó, rồi. Rồi, game mất không. Đấy. Rồi chúng ta đi qua đây, ở ngoài này có mía nè bạn, mình lấy mấy cành mía vô. Chúng ta chỉ lấy ở cái này thôi, cái ngọn thôi. Đây, lúc nãy mình dùng để leo lên nè. Đó, ta sẽ đặt xuống dưới nước, nhìn cho nó đẹp nào. Đó, nhìn mắt đẹp luôn. Đó, đẹp ngay, tí nữa nó mọc lên 3 tầng là đẹp ngay. Bây giờ chúng ta sẽ đi về để lấy trứng khủng long nào. Và hai cái trứng của chúng ta nó đã nở rồi nè bạn. Đó, Ankylosaurus. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ mang cái trứng này ra, đặt tụi nó xuống. Và mình sẽ cần phải có quyển sách. Quyển sách mình để đâu rồi ta? Lâu quá không chơi không nhớ luôn á. Mình lấy cái quyển sách ở đâu rồi? Còn cái con còn lại mình sẽ xem Google để mình xem để coi nó có đẹp không. Đẹp thì chúng ta mới tiếp tục xây. Chắc là mình để ở dưới tầng hầm rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái rồi đi qua bên kia đặt trứng nha. Rồi, mình đã qua đây, sẵn tiện mình đã làm luôn hai cái nút rồi. Giờ mình sẽ đặt vô. Để cái nút ở đây bấm phát vô đây, bấm cái. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đặt vô, đặt hai em khủng long vào, 1 2. Và mình đã lấy luôn quyển sách rồi đây. Thì nó đang bị lạnh đó, chúng ta cắm đuốc xung quanh đó. Cắm đuốc xung quanh đó. Đó. Rồi. Đó, nó đã ấm rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi tụi nó nở ra. Hy vọng là hai em này sẽ khá là đẹp. Đấy, ở đây chúng ta có một đường chút nước. Chút nước này là được rồi, không cần nhiều đâu. Đó, thì trên này chắc là đủ không gian cho nó sống. Thì ở đây chúng ta sẽ cần phải làm cái cầu nối lại. Thì trong thời gian sắp tới, cái mảnh đất phía bên này mình cũng sẽ làm thêm những cái chuồng nữa, nhiều nhiều chuồng là chúng ta nối lại với nhau cho nó đẹp. Sau đó chúng ta sẽ làm đường đi các thứ các kiểu. Đó, mục đích của mình là như vậy. Chúng ta sẽ làm một cái khu để ngắm cảnh tham quan. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi những cái trứng nó nở nào. Ok, mình đang đứng đây chờ đợi và đã 80 mấy% rồi bạn à. Chúng ta phải cũng khá là nhanh, tầm 3 phút 4 phút thì nó lên đó, hai cái trứng nó bắt đầu nhảy nhót tung tăng. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi nó nở ra. Không biết con này là ăn cỏ hay là ăn thịt, mình nghĩ là ăn cỏ. Ăn cỏ thì ở đây có gì đâu mà ăn, ha ha ha. Có thể là nó ăn xương rồng luôn bạn. Nhìn hai em đẹp chưa? Đó, lúc nào chúng ta cũng đẻ ra được một cặp. Có một cặp thì chúng ta sẽ có thể gọi là hộ gì, nó sẽ đẻ thêm nhiều cái trứng nữa. Ê ê ê, nguy hiểm quá bạn ơi. Nó đi vào cái cây xương rồng là nó bị mất máu bạn, mà nó không biết đường đi ra nữa, nó ốc vậy. Đó, nhìn dễ thương không? Đó, coi coi. Thụt xuống ô nhìn nó. Con này lớn lên là nó sẽ có gai đó bạn, cái đuôi nó cũng giống như là cái bóc vậy á, nhìn nó cũng ghê lắm, nhưng mà có điều nó ăn cỏ thôi. Thì có thể là từ từ nó lớn lên thì nó sẽ đẹp. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng làm được nhiều thứ, nhưng mà hình như là mình quên là mình chưa làm cái phần cầu thang cũng như là đi xuống cái hầm mỏ của chúng ta, thì để cho tập sau mình sẽ làm. Còn nếu như bây giờ thì các bạn cảm thấy thích cái video này thì hãy để lại like và comment ý kiến của bạn. Đừng quên gọi là thì sao? Bây giờ mình sẽ gọi là làm nhiều series ấy, thì mình sẽ gọi là đặt ra một tí điều kiện thôi. Thì video này được 1.500 like,
Đó, 1.500 like thì mình sẽ tiếp tục làm tiếp theo, càng sớm càng tốt. Còn không thì một tuần chúng ta chỉ có một tập thôi. Còn 1.500 like thì có thể là cách một ngày, tức là mai mình up thì tầm ngày 4 mình up, thì nếu như đủ 1.500 like thì ngày 6 mình sẽ up tiếp. Còn không thì chúng ta sẽ đợi dành thời gian cho những series khác nhé. Mình sẽ dành thời gian cho những series khác. Còn các bạn yêu mến series này thì hãy like để mình có gọi là thấy các bạn quan tâm series này và tập trung vào series này nha. Còn các bạn yêu mến nhớ click đăng ký theo dõi cũng như là gọi là sao ta, chia sẻ những video giúp mình để có thể đạt được số lượng like cũng như số lượng view, cũng như là tạo cho động lực cho mình làm thêm những video khác nữa. Đấy, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.